Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Lập Sutoki và trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đánh boss nha các bạn. Và boss trong ngày hôm nay đó chính là rồng Ender nha. Nhưng mà để chiến đấu với rồng Ender thêm một lần nữa thì chúng ta cần phải triệu hồi ấy. Và thứ để triệu hồi rồng Ender đó chính là những cái Fire End này. Mình cần chế tạo khoảng 4 cái các bạn ơi để chúng ta có thể triệu hồi được rồng Ender nha. Và cái công thức để chế tạo thì cũng rất là đơn giản thôi. Mình chỉ cần chuẩn bị thủy tinh này, mắt của Ender cũng như là nước mắt gas. Hiện tại trong kho của mình ấy hình như chỉ còn có vài cái nước mắt gas hay sao ấy, khoảng 2-3 cái gì thôi các bạn ơi. Thành ra bây giờ mình cần phải xuống Nether ấy để mình tìm thêm nữa. Đây mình còn 3 nước mắt gas nè, và chắc bây giờ mình sẽ xuống Nether ấy để tìm thêm một cái nước mắt gas nữa nha, để chúng ta có thể triệu hồi được Remender nè. Ngoài ra mình sẽ kiếm thêm khoảng 2 cái nữa để mình có thể làm thí nghiệm nha các bạn. Mình muốn thử xem cái sức không phá của cái nước mắt gas này nó như thế nào ấy. Mình sẽ chuẩn bị một cái lọ thuốc kháng lửa đi để mình có thể uống nếu mà lỡ rơi vào lava các bạn ơi. Rồi ok, giờ mình sẽ bắt đầu đi xuống Nether nha. Và hiện tại hình như mấy anh zombie pigman ấy vẫn chưa hết giận mình các bạn ơi. Giờ xuống dưới hơi nguy hiểm á, nhưng mà không sao đâu, mình có trang bị khá là đầy đủ đồ rồi, xuống dưới mà chiến thôi. Giờ là mình xuống dưới là mấy anh đợi mình sẵn rồi các bạn ơi. Và mình nghe tiếng một con gas đâu đây nè. Để mình xem nào. Ồ, mình mới nghe tiếng gas mà ta. Hình như ở phía dưới hay sao các bạn ơi. Giờ mình phải chạy liền nha. Giờ vừa xuống là chạy liền, chạy. Ui, nhảy liều luôn. Ui da. Ở đây, gas đây các bạn ơi. Giờ mình phải chạy vừa đánh gas này. Ủa hơi khó nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng mới được. Để kiếm thêm nước mắt gas thôi các bạn ơi. Đây mình sẽ tiêu diệt gas nha. Ui, hai con gas luôn. Ui da. Wow, nó mạnh thiệt các bạn ơi. Ui, khó rồi, con gas này gần này. Để mình thử mình cận chiến xem như thế nào nha các bạn. Vậy rồi, được một, hình như nãy vừa có đụng nước mắt gas các bạn ơi, nhưng mà nó rơi xuống lava mất tiêu rồi. Ui tiếc ghê luôn, tự nhiên đây có cái hồ lava nữa. Rồi ok, giờ mình sẽ thử qua bên đây coi. Bên đây mình cũng nghe tiếng một con gas nữa nè. Đó, và đây một cái. Ui cẩn thận, giờ mình chưa uống thuốc á, lỡ mà đọt xuống lava là mất máu nhiều lắm luôn á. Rồi ui, bị đánh một cái nè. Ui đánh hụt rồi. Đánh nè. Ui đánh hụt hả. Ui hơi khó. Ui đã vậy những con zombie pigman nó còn dí theo mình. Rồi ok, mình để mình thử lại cận chiến nha các bạn. Cận chiến nè. Vậy có không. Ui không có nước mắt gas rồi các bạn ơi. Ui nhưng mà những con zombie pigman đang dí mình rất là căng nè. Rất là đông luôn á. Ui không có nước mắt gas rồi. Và phía trên còn một con kìa. Mình sẽ ăn vô một cái đi. Giờ mình sẽ dụ lên những cái cục cát linh hồn nè, để mình dễ dàng di chuyển thôi. Tại vì mấy tên zombie pigman nó di chuyển khá là chậm các bạn ơi, khi mà di chuyển trên cát linh hồn nè. Rồi giờ mình sẽ đi qua bên đây để tiêu diệt thêm gas nha. Phía trên kia còn một con nữa hay sao á. Rồi qua đây coi. Ui bên đây. Ủa con gas mất tiêu rồi, mình mới thấy mà ta. Hình như trên đây nè. Để mình thử mình lấy một vài cái cục nether rác các bạn ơi, để mình trèo lên trên coi. Mình nghe tiếng nó rất là gần rồi. Trèo lên một cái nào. Trèo lên đây. Để ném mấy con zombie pigman nữa thì tình luôn á, lỡ chọc chi giờ khổ ghê không. Đào ở đây một cái. Lava. Uống thuốc. Đã vậy còn bị lava đốt nữa các bạn ơi. Tính ra tìm mấy cái nước mắt gas ấy là không dễ đâu. Ui chỗ này hôm bữa mình đào thạch anh thành ra giờ đi nó bị té này. Mình sẽ qua bên đây một cái nè. Hình như con gas này nó ở trên cao luôn ấy sao các bạn ơi. Nè nó nè. Bắn đi. Ui mình lấy cung mình bắn luôn các bạn ơi. Bắn nè, nước mắt gas. Vậy mình đã có được một cái nước mắt gas rồi. Giờ mình sẽ cố gắng tìm thêm khoảng 2 cái nữa đi các bạn ơi, để mình chế tạo thêm 2 cái Fire End này để mình có thể làm thí nghiệm nữa nha. Rồi qua bên đây coi còn con gas nào không. Ok các bạn ơi, mình đã tìm thêm được một con gas rồi. Bây giờ mình sẽ trèo lên trên đấy để tiêu diệt con gas này nha. Và phía sau mình là nguyên một đàn zombie pigman đang dí mình nữa. Rồi. Ui cẩn thận. Rồi cầm kiếm nhặt đi. Hình như cầm kiếm nhặt ấy mình chém những con gas này, những quả cầu nó phản ngược lại thì sẽ dễ rơi ra những cái nước mắt gas hơn hay sao các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ đợi con này bắn mình một cái nè. Bắn đi. Ui sao không bắn à. Hả. Ui nè. Gas bắn nè. Wow, hai nước mắt gas luôn.
Ui, ba nước luôn. Ui, vậy là mà tổng cộng mình được 4 cái nước mắt gas nữa nè. Được 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 rồi, ok. Giờ mình sẽ quay về thôi các bạn ơi. Tầm này là đủ rồi. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ qua nhà kho ấy để chúng ta lấy một ít kính nha, cũng như là một ít cái que quy lửa và đổi ra cái bột quy lửa luôn. Đây mình có một ít cái que quy lửa nè, một ít kính ở đây. Rồi tầm này là ổn rồi. Giờ mình sẽ bắt đầu chế tạo những cái valen thôi. Mình có một ít cái ngọc ender ở đây. Đó. Rồi đầu tiên thì mình sẽ chế tạo những cái bột quy lửa nè để mình có thể đổi ra những cái mắt của ender nha. Đây mình có 4 mắt của ender nè, và 4 mắt ender thì mình có thể chế tạo được 4 cái valen luôn. À, đây là 4 cái pha lê end ấy để mình triệu hồi rồng ender nha, và mình sẽ cất vào rương ender luôn, cất vào đây. Cẩn thận nha, cái này có thể phát nổ nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lấy thêm 3 cái pha lê end ở nhà mình ấy để làm thí nghiệm thôi. Mình sẽ đổi ra 2 cái bột quy lửa nè. Kính thì mình còn vô đây cũng khá ổn rồi, nhưng mà mình cần phải chế tạo con mắt ender nữa. Mình sẽ chế tạo khoảng 1 cái thôi các bạn ơi, tại vì mắt nước mắt gas ấy mình cũng có thể chế tạo thuốc hay sao á, nhưng mà mình không biết thuốc đó là thuốc gì nữa. Chắc bây giờ mình sẽ thử luôn nha. Đây mình sẽ lấy một vài cái lọ cái đã. Mình sẽ chế tạo thêm lọ đi. Ba lọ nè. Rồi múc nước vào. 1, 2, 3. Và cho vô dàn pha thuốc như thế này. Sau đó mình sẽ cho bú nether vào trước nha. Đây cho bú nether vào trước nè. Sau đó mình đợi cho nó thành thuốc vụn về đi. Rồi sau đó mình sẽ cho nước mắt gas vào nha. Và mình còn... ở đâu ta? Đây mình còn 3 cái nè. Mình sẽ chế tạo thêm 1 cái nữa đi để chúng ta ra ngoài và làm thí nghiệm nha. Tại vì theo như mình biết ấy, thì cái pha lê end này sau khi mình bắn cung ấy thì nó sẽ kiểu như phát nổ các bạn ơi. Sức công phá của nó ở dưới DN thì mình chưa có biết, tại vì nó ở trên cái ngọn tháp dưới DN ấy. Ồ, nó thành thuốc vụn về rồi nè. Thì mình sẽ cho cái nước mắt gas vào nha. Đó, nó nấu được nè. Rồi giờ đợi cho nó nấu coi các bạn ơi. Không biết đây là thuốc gì nữa ta. Và cái này không biết mình đặt trên đất được không nhờ. Mà chưa từ từ. Giờ mà mình lỡ đặt nhầm xuống đây một cái là hết cách để lấy lại luôn á. Và giáp của mình cũng gần hỏng mất tiêu nè. Một xíu chắc mình phải sửa lại các bạn ơi, thì mới có thể chiến đấu với rồng ender được ấy. Cái này là thuốc hồi phục các bạn ơi. Wow, cái này là thuốc hồi phục à. Hồi phục 45 giây. Cái này thì mình nghĩ mình sẽ cho vào cái đá phát sáng nè, bột đá phát sáng để cho nó thành hồi phục 2 các bạn ơi. Vậy là cái này hiệu ứng hồi phục giống như cái beacon đúng không ta? Thì ra đây là cái nước mắt gas ấy, là cái vật liệu để chúng ta có thể chế tạo thuốc hồi phục. Hay thiệt á. Vào gì sắp tới mình phải tiêu diệt gas nhiều lắm mới được làm mấy cái thuốc này, đánh boss nó mới lợi các bạn ơi. Mình không cần phải kiểu như là ăn táo vàng để cho nó hồi phục nhanh ấy. Nè. Thành thuốc hồi phục 2 rồi nè. Rồi vậy mình sẽ mang thuốc này ấy để một xíu mình đi đánh rồng luôn nha. Ngoài ra nên mình phải đem theo thuốc rơi chậm nữa. Đây mình còn ba, mình đem hết luôn đi, đem hết những loại thuốc rơi chậm luôn, và mình sẽ cho nó vào cái rương này. Khá là trống nè, cho hết vào đây. Ngoài ra mình cần thuốc tốc độ nữa, để coi mình còn thuốc tốc độ không có đã. Nhìn trong bóng tối chắc không cần đâu. Thuốc tốc độ như mình hết trơn rồi. Vậy là bây giờ mình cần phải làm thêm thuốc tốc độ các bạn ơi. Hôm bữa mình đánh boss leader ấy thì mình có thuốc tốc độ 2 đúng không? Hôm nay mình sẽ làm tiếp thuốc tốc độ 2 nữa, chạy cho nó nhanh các bạn ơi. Trước giờ toàn làm tốc độ 1 không à. Giờ mình sẽ lấy một ít kim cương đi các bạn ơi, để mình có thể đem về nhà ấy và sửa giáp lại, tại giáp của mình nó gần hỏng mất tiêu rồi. Mình sẽ lấy một ít kim cương mình còn một ít nè, chắc mình phải hy sinh một ít rồi để mình có thể sửa giáp, chứ bây giờ mình không có để dành kim cương được nữa. Để sắp tới mình sẽ cố gắng đi mai để tìm thêm kim cương rồi chúng ta lắp đầy cái beacon nha. Rồi giờ cái này thì sẽ đổi ra hết những viên kim cương nè, và thuốc cũng đã nấu xong rồi. Giờ sẽ cho bột đá phát sáng vào để thành thuốc sức mạnh 2 nè, ở dưới thì đã thành nhanh nhẹn 2 rồi. Đó, nhét hết vào đây. Nhét hết vào đây. Đó. Hai cái loại thuốc này nhìn mà nó cũng xem nhau các bạn ơi, thành ra hơn nên đọc kỹ ấy. Rồi giờ mình sẽ cho một cái đè cái đã, cái áo mình là bảo vệ khỏi vụ nổ. Cái này tốt nè, tại vì rồng ender ấy là bắn những quả cầu có màu tím tím các bạn ơi, những quả cầu đó trong đó có cái hơi thở của rồng ấy. Vậy là mình sẽ sửa cái giáp của mình lại đi. Khá là tốt. Rồi và hình như mình còn mình còn một cái áo giáp nữa đúng không ta? Đây nè. Mà không, áo giáp này mình mới cởi ra mà. Mình có bảo vệ 3, chậm hỏng 3. Cái này là bảo vệ 4. Mình có nên ép cái dòng chậm hỏng lại không ta? Mình định ép hai cái giáp này lại ấy. Nó tốn tới 29 level lận. Cái này thì 19 thôi. Nhưng mà khá là tốt nè, tại vì áo mình chưa có dòng chậm hỏng các bạn ơi. Vậy là mình sẽ ghép hai cái áo này lại với nhau nha. Rồi lấy luôn. Khá là tốt. Sửa một lần gần hư cái đe rồi kìa. Tốn nhiều kinh nghiệm, hình như nó mau hư hay sao á. Cái này mình có cái mũ kim cương gần hư nè, ép hai cái mũ này lại với nhau coi, tại vì mũ mình có bảo vệ và chầm hỏng nè, ép hai cái lại như thế này. Như vậy thì sao?
Ủa gì tốn hai cái thôi các bạn ơi, hai cấp thôi các bạn ơi. Rồi mình sẽ cho thêm vào một viên kim cương đi, nó để cho nó gần full nha. Đó. Rồi tiếp theo là cái ủng mình được bốn dòng rồi. Cái này sẽ bước dưới nước 2, bảo vệ cỏ lửa. Ủa cái này còn chưa có bảo vệ cỏ lửa nè, để mình thử ép hai cái ủng này lại với nhau các bạn ơi, coi được không nha. Đây mình sẽ gỡ hai cái ra và ép lại như thế này. Quá đắt, quá đắt. Ồ, vậy là cái này là mình không thể nào ép lại nữa rồi các bạn ơi, tại vì nó quá đắt rồi. Ôi là mình mặc tạm quá à. Cái ủng này không biết mình còn để ấy không nữa, nhưng mà để mình thử sửa coi coi được không nha. Ép lại không được, không biết sửa được. Ô sửa được các bạn ơi, nhưng mà tốn tới ba mấy level lận. Ui thôi xong rồi, cái ủng này hư xong chắc mình sẽ kiểu như làm cất luôn các bạn ơi, không sử dụng được nữa rồi. Để coi mình còn cái ủng khác nào không, mình cũng hết ủng luôn rồi. Ồ cái này có giảm sát thương kia rơi nè, còn 100 độ bền thì dọn 100 độ bền này vẫn đủ ấy để chúng ta có thể đánh nhau với rồng nhá. Cái ủng này mình sẽ cất đi để dành quần bảo vệ 3, cái này là bảo vệ 4 rồi. Ok tầm này ổn rồi đó, thuốc sức mạnh đã xong rồi, giờ mình sẽ cho thuốc sức mạnh vào đây nhá. Mũi tên thì mình có cung vô hạn rồi, không cần phải đem theo nhiều mũi tên đâu. Vậy là bây giờ mình sẽ đánh rồng ấy bằng hai cách các bạn ơi. Một là mình sẽ chém cận chiến khi mà rồng đáp xuống ấy, hai là lúc mà rồng đang bay thì mình sẽ dùng cung này để bắn rồng cũng như là bắn những cái viên pha lê ở dưới địa end nhá. Và kim cương thì mình sẽ cắt lại vào rương nè, nén nó lại đi, nén lại thành khói. Ui ui, nén lại thành khói như thế này đó, rồi cho vào rương đó, vậy cho nó gọn nha. Rồi tầm này ổn rồi đó. Mình sẽ đem theo đúng rồi, mình cần phải chế tạo thật là nhiều lọ các bạn ơi, tại vì mình cần phải lấy hơi thở của rồng ấy. Hiện tại mình chỉ mới có chưa đầy một stack hơi thở của rồng nữa nè, cái này rất là quý luôn á. Bây giờ mình phải lấy thêm kính rồi để mình lấy thật là nhiều những hơi thở của rồng nha, tại vì một lần đánh rồng ấy mình lấy khoảng một stack à, tại vì mình đánh nó hơi nhanh ấy. Lần này mình sẽ cố gắng đánh lâu lâu một xíu để chúng ta có thể lấy thật là nhiều hơi thở của rồng đem về mà dùng nha các bạn. Đây mình sẽ đổi ra hai stack đi nha. Ông sẽ đem khoảng 2 stack lọ luôn đi. Mỗi lần nó bắn ra hơi thở của rồng ấy, mình sẽ cố gắng lấy hết luôn nha. Rồi giờ mình sẽ cắt bớt 21 lọ này ở nhà nè, cắt ở nhà và đem theo 2 stack. Đấy tầm này là ổn rồi. Giờ mình sẽ cắt những cái thứ chế thuốc ở đây nè. Ngọc Ender thì chắc mình sẽ mang theo, để nhiều khi mình rơi xuống không kịp ấy thì mình sẽ dùng Ngọc Ender để giảm sát thương kia rơi nha. Tầm này cũng khá là ổn rồi. Mình sẽ mang theo một xô nước nữa đi, khoảng 2 xô nước mới vừa các bạn ơi. Mình sẽ lấy 3 cục sắt ra chế tạo thêm một xô nước nữa nha. Có gì mình còn làm nước vinh cũ ở dưới nữa. Đây một xô rồi, tầm này là rất là ổn rồi đó. Giờ mình sẽ chuẩn bị thêm thức ăn nữa thôi, hiện tại mình còn thiếu thức ăn nè. Và thức ăn để coi mình sẽ sử dụng cái gì ta. Không biết mình sẽ ăn cái gì nữa, chắc ăn cà rốt vàng đi các bạn ơi. Táo vàng mình còn 3 quả, mình sẽ đem khoảng 2 quả đi, và số còn lại thì mình sẽ chế tạo những cái quả cà rốt vàng để ăn nha. Cà rốt hình như ngoài cái thùng này mình còn một ít nè. Ui mình còn có 6 quả thôi à, phải thu hoạch thêm mới được. Đây mình có thêm một ít rồi nè, giờ trồng lại và vào trong ấy để chế tạo những quả cà rốt vàng ăn thôi. Cà rốt vàng nó kiểu như là giúp mình no bụng lâu hơn các bạn ơi, rất là lâu đói luôn á. Mình còn ít vàng nè, đổi ra hạt luôn đi, làm thêm được mấy quả nữa. Đây và bước đó, tổng cộng mình được 9 quả với 2 quả táo vàng, tầm này là rất là ổn luôn rồi. Giờ mình sẽ cho là những hạt vàng vào đây nè, cà rốt thì cho vào rương bên đây. Rồi giờ mình sẽ đem cái rương sugar này và bắt đầu đi qua cái stronghold của các bạn ơi và tiến tới đèn nha các bạn. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình đi qua đèn nha. Ok các bạn ơi, mình đã đi qua stronghold rồi nè, bây giờ mình sẽ bắt đầu chuẩn bị nha các bạn. Chuẩn bị trước khi qua bển các bạn ơi. Rồi chuẩn bị hơi căng một xíu các bạn ơi. Rồi ok, giờ thì qua bên bển thôi. 1 2 3 let's go. Rồi ok các bạn ơi, mình đã đi qua the end rồi nè, giờ mình sẽ bắt đầu trèo lên cái chỗ nước này nhá. Và chúng ta sẽ bắt đầu triệu hồi rồng Ender thôi. Và để triệu hồi rồng Ender thì mình sẽ đặt những cái pha đê end ấy ở cái chỗ mà sau khi rồng Ender bị tiêu diệt sẽ rơi xuống kinh nghiệm ấy các bạn ơi. Đây ở chính giữa này này, chỉ cần 4 cái thôi là chúng ta đã có thể triệu hồi lại rồng Ender rồi. Và không biết cái nghi thức triệu hồi này nó có đẹp không nữa, để mình thử đặt xuống nha. Hình như đặt ở 4 góc hay sao các bạn ơi. Đặt ở đây một cái nè, nó các bạn thấy đốt cháy chưa? Mình mà chạm vô một cái là nó nổ ha, banh xác luôn á. 2 cái nè, 3 cái nè, và cái thứ 4. Đặt đúng mới được, đặt vô đây một cái. Đó. Hình như cái này nó đang triệu hồi, nó đang triệu hồi là những cái viên pha lê end đó các bạn ơi. Đó, triệu hồi lên kìa. Wow, 3 cái rồi, 4 cái rồi,
5 cái rồi. 6 cái. 7 cái. Ui, có lợi hàng rào kìa. 8 cái. Ui. Ui. Ui, trên kia cái gì vậy? Ui, cái gì trên? Ui. Lại kết thúc nữa. Ui, mình lại có thêm một cái thành tựu nữa kìa các bạn ơi. Ui, giật mình. Ui, gồng 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 bắn, gồng bắn, gồng bắn. Ui, ui. Ui, mình có đem thêm mấy cái lọ không ta? Lẹ mấy cái lọ ra nữa. Đây, đây, lọ. Lấy. Đó, lấy thật là nhiều các bạn ơi. Ui, mình lấy được một ít rồi. Rồi, ổn. Mình sẽ bắt đầu đập cái rương này ra nè. Cũng như là bắt đầu uống thuốc nha các bạn. Đầu tiên chắc mình sẽ uống thuốc tốc độ trước đi. Đó, tốc độ nè. Để mình có thể chạy nhanh các bạn ơi. Và né những cái những phát bắn của rồng ấy. Đó. Ui, chết. Ui, mình quên lấy ấy rồi. Mình quên lấy cầu thang đâu rồi để mình trèo lên ấy. Ui, không sao, kệ, từ tính đấy các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ lấy được 13 cái hơi thở của rồng rồi. Giờ mình sẽ cố gắng tiêu diệt những cái pha lê ẻn ấy mà nó không có hàng rào bảo vệ các bạn ơi. Đấy, bắn nè. Ui, gần chúng rồi. Gì, cái này nữa. Gì, cái bên đây, cái bên đây còn nè. Ui, gần chúng rồi. Wow. Ui, thấp quá. Cao lên một xíu nè. Boom. Còn mấy cái. Ở đây còn một cái nữa đúng không? Nè, còn nè các bạn ơi. Đây, cái tháp này còn nè. Bắn một cái nè. Ui, thấp quá, phải cao lên như vậy. Boom. Ui, hụt rồi. Rồi. Ui, tranh thủ, lẹ, quên nhiệm vụ là phải lấy những cái hơi thở của rồng này nữa. Cái này nó sẽ gây thác thương nha các bạn, thành ra cẩn thận nha. Đúng như phát bắn đó rất là đau luôn á. Rồi, giờ mình sẽ bắn thêm cái quả pha lê bên đây nữa. Đây còn nè. Pha lê nè. Ơ, trúng rồng à. Ui, mình bị Enderman dí các bạn ơi. Ui, sao quýnh tôi anh? Quýnh tôi làm gì? Trời ơi, tôi đang quýnh rồng mà. Thiệt tình luôn á. Rồi, mình lấy thêm được ít nữa nè. Đánh nè, lì. Ui, lì nè. Ui, mình còn mất thời gian với mấy anh Enderman làm phiền nữa. Rồi, ăn vô một cái, ăn một. Ui. Ui, đừng có đánh đâu nha, đã không muốn đánh rồi. Rồi, lấy lẹ. Hiện tại hình như còn vài cái mình chưa có phá được cái hàng rào bên ngoài các bạn ơi, thành ra không có bắn được ấy. Cái này hơi khó bắn quá à. Mình phải đứng xa ra nè. Còn mấy cái này chắc mình phải trèo lên rồi. Bó tay các bạn ơi. Đây cái này còn nè. Bắn một cái. Boom. Yeah. Một cái, hai cái. Vậy là có hai cái mình cần phải phá cái hàng rào bên ngoài các bạn ơi. Đây, trên đây còn một cái nữa nè. Ui, gần trúng rồi kìa. Ui, rồng năng lượng kìa các bạn ơi. Rồng năng lượng để né á. Ui, rồng đang khè kìa, kệ rồng đi. Giờ mình sẽ tranh thủ bắn cái quả cầu trên đây cái đã. Đằng này mình quên chuẩn bị những cái bóng tuyết ấy để phá những cái pha lê ẻn, thành ra hơi khó nè. Ui, giờ mình phải lấy block mới được, không mình không còn block trong người nữa. Mình hết block rồi. Ui, lần này mình chuẩn bị thiếu block rồi các bạn ơi. Bây giờ mình phải chịu khó đào những cái đá ẻn nè để mình có thể trèo lên á. Cây dựng sẽ tranh thủ đào ít cái đá hèn cái đó. Cho nên các bạn nào mà đi đánh rồng ấy thì nên chuẩn bị những block nha, hoặc là những cái hàng rào, tối thiểu là phải mang những cái hàng rào ấy để mình sẽ trèo lên trèo xuống cũng như là đánh rồng cho nó dễ. Chứ như mình mà quên đem block là phải đào như vậy thì cực lắm. Rồng đang khè rất là dữ kìa. Kệ rồng đi, giờ mình sẽ chịu khó trèo lên một cái nha. Trèo lên đây nè. Trèo lên lẹ. Ui, đừng rồng ơi, công tôi trèo lên đó rồng ơi. Rồi, đặt cái này ra. Đặt một cái nè. Đó, xong rồi. đi xuống lại. Vậy là mình phá được một cái rồi đúng không? Bên kia còn cái pha lẹ nữa kìa. Ui. May mà mình nhảy xuống kịp á, không thôi là dính phát đó là chắc đau lắm á. Rồi, cố gắng tiêu diệt cái pha lẹ bên đây coi. Trúng đi. Cao lên một xíu nữa. Trúng. Ui, cao. Cái này thì cao quá rồi. Trúng. Ui, sao khó bắn vậy? Hình như hơi khó bắn các bạn ơi. Ui, nó quá xa rồi. Ui, cái đó quá xa rồi. Giờ mình sẽ đi qua cái pha lê end cái bên nha. Đây, kệ, tiêu diệt từ cũng không sao đâu. Rồi, giờ thì mình sẽ đập cái này xuống nè. Không biết 30 block này có đủ để trèo lên không nữa. Nhưng mà mình sẽ cố gắng trèo lên đây nha. Còn khoảng một cái bên kia nữa với cái bên đây nữa là xong những cái pha lê end nữa các bạn ơi. Đó là mình đã có thể bắt đầu tiêu diệt được rồng Ender rồi. Đó. Và lần này chắc mình sẽ chừa một cái pha lê end đi nhờ. Để cho rồng kiểu như là... ui, pha lê ẻn nổ gây sát thương cho rồng luôn kìa.
Wow, được nha. Và rồng đang chọc giận mấy anh Enderman kìa, mấy ảnh đang dí kìa các bạn ơi. Mấy anh Enderman đang dí rồng kìa, nghĩ sao không biết nữa. Rồng khè một cái là bay ha, mấy trăm mét luôn. Rồi bắn qua bên kia coi. Ui, gần trúng rồi kìa. Trúng không? Trúng. Ui, có vẻ bắn hơi thấp đó các bạn ơi. Wow, cái đó nó xa quá trời rồi. Vậy là mình cần phải trèo lên kế bên luôn hả? Ô, không biết mình trùm. Ui, còn hai cái lận. Vậy là còn hai cái tòa tháp cao mình chưa phá được nè. À, mình sẽ cố gắng tiêu diệt hai cái pha lè này nhá. Bắn một cái nè. Trúng đi. Ui, trúng rồi. Ui ui. Đó, vừa bị bay lên đấy là các bạn phóng ngọc xuống liền nhá, để không thôi là dính sát thương á. Rồi mình sẽ bắt đầu uống thuốc nhanh nhẹn nè. Nhanh nhẹn một cái. À, uống thuốc rơi chậm luôn, để một hồi mình bị rồng á đẩy lên trời mình còn rơi xuống từ từ các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đánh rồng được rồi đó. À, mình sẽ chuẩn bị thêm một vài cái chai để một xíu mình lấy thêm nước mắt nha. Rồi đây. À, rồng đúng không? Dùng cung bắn nè. Rồng nè. Rồng nè. Rồng. Mình sẽ chờ một cái để kiểu như là cho rồng đừng có bay ra bên ngoài quá các bạn ơi. Đó, để rồng bay xa quá thì mình hơi khó tiêu diệt ấy. Ồ, trúng nè. Ui mà không được. Như vậy thì rồng sẽ hồi máu. Quên cái vụ hồi máu nữa. Rồng có khả năng hồi máu các bạn ơi. Nếu mà mình không tiêu diệt hết mấy cái này là rồng hồi máu được á. Rồi ok, giờ sẽ trèo lên một cái nha. Ui giờ có hiệu ứng này khó trèo ghê luôn á. Nhưng mà không sao, được cái là mình rơi chậm là ok rồi. Bắn qua đây cái nè. Trúng nghe. Ui xem trúng rồi. Trúng nè. Boom. Ui gần trúng. Trúng lần này phải trúng đi. Ui cao quá rồi. Trúng. Ui xong rồi tiêu diệt những cái pha lèn xong rồi. Đó, giờ mình sẽ bắt đầu đi xuống luôn. Bắn, vừa bay vừa bắn. Ui. Ui gần trúng. Ui giờ mình bắn rồng nè. Giờ mình đã tiêu diệt hết những cái pha lèn rồi. Giờ chỉ cần cầm cung và tiêu diệt rồng các bạn ơi. Và ở đây có mấy cục lửa nè. Mình sẽ đẹp dập đi để một hồi lửa đốt kinh nghiệm của mình thì toi á. Rồng. Ui đây. Không hết. À, rồi hãy lấy hết nha. Ui. Ai đánh đây? Ui sao đánh tôi nữa anh hai? Ui sao đánh mình nữa? Mình có làm gì đâu. Đây lấy hơi thở của rồng các bạn ơi. Họ lấy thật là nhiều luôn nha. Rồi, nãy giờ được gần một stack rồi nè. Yeah. Ui lần này mình đánh hơi mất thời gian á. Lần trước mình đánh nhanh lắm, lần này đánh hơi lâu á các bạn ơi. Tại vì mình không có mang theo block để trèo lên á. Rồi, giờ lấy thêm ít ở bên đây nữa. Ở bên đây. Đó, stack lại với nhau và lấy thêm. Ui. Ủa sao mình mất hết mấy cái chai rồi? Ủa mình nhớ mình đem nhiều chai lắm mà ta. Ủa giờ sao còn có stack hả? Ui. Ui nó các bạn thấy chưa? Ui cái hồi thở của rồng nó mạnh lắm á, mình phải uống thuốc hồi phục mới được. Và mình quên lấy ra hay sao rồi? Đây thuốc hồi phục đây. Quên lấy thuốc hồi phục ra nữa. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu bắn rồng nha. Rồng né nè. Ui da. Né hả? Rồng bây giờ né ghê lắm các bạn ơi. Nó lượn để né mình hoài luôn nè. Nó mình cần phải bắn cho chính xác mới được. Bắn nè. Ồ, có vẻ bắn không khả thi rồi. Giờ phải đợi rồng đáp xuống đây nè, mình sẽ uống thuốc mạnh vô một cái. Còn mình chém rồng thì nó sẽ gây nhiều sát thương hơn các bạn ơi. Đó, bắn gì thì hơi khó trúng một xíu. Hơi khó trúng hả? Bắn trước nè. Ui, thấp quá. Trúng không? Đó, ui, cẩn thận, không được nhìn mấy anh Enderman nha. Bắn rồng nè. Rồi, hình như lần này là rồng bắt đầu đáp xuống hay sao này các bạn ơi. Đáp xuống đi. Không chịu đáp xuống hả? Không chịu đáp xuống. Ui lần này mình bắn hộp hết trơn rồi. Ui sát thương từ cái hơi thở của rồng hơi mạnh đấy các bạn ơi. Mình sẽ đợi cho rồng đáp xuống mới được. Không biết khi nào rồng mới đáp xuống ta, nãy giờ bay trên trời không biết mỗi cánh à. Bay hả? Đừng có lượn nữa được không? Ui xem trúng. Ui trúng mất kìa. Ui lượn hả? Rồng lượn ở trên bầu trời ấy, hơi khó bắn một xíu các bạn ơi. Phải đáp xuống đấy thì mình sẽ dễ bắn hơn rất là nhiều luôn. Lần này lượn để né mình hoài. Bắn thật mạnh nè. Bắn một cái nữa nè. Ui nãy giờ bắn hộp hết trơn à, rồng né ghê luôn á. Rồi giờ đứng lại gần nè. Lần này gần hơn rồi nhé. Gần hơn rồi nè. Nó trúng một hit nữa nè. Trúng thêm một hit nữa. Ui hộp rồi. Bắn nè. Ui giờ phải có đinh ba phóng thì thích nha. Đó, mình sẽ kiểu như là lắp hết cái sàn này bằng nước á, dùng đinh ba phóng thì sẽ thích hơn các bạn ơi. Mà thôi, giờ rồng đã đáp xuống nằm xuống thuốc sức mạnh vô. Rồi, áp sát các bạn ơi. Áp sát. Rồng,
Rập. Úi sao đánh không trúng à? Ủa mình đánh không tới mọi người. Đây đây tới nè. Đó, mình đánh rất là nhiều luôn nè. Rất nhiều máu luôn các mọi người. Ồ. Úi da. Wow. Rập hết mình lên trời các mọi người. À dám. Dám hất lộc hả? Cùng mình bắn tầm mười mấy hit là có thể ngõm được rồng á các bạn ơi. Gây rất là nhiều sát thương luôn á. Bắn nè. Ui né. Ui nguy hiểm. Ăn nguyên một cái phát cầu đó ấy, mà mình đứng tầm 5 giây thôi là nhiều khi là ngõm á các bạn ơi. Bắn rồng nè, trúng liền. Một hit nữa. Ui né hả? Né. Ui rồi, chuẩn bị đáp nè. Rồi, đáp xuống là mình sẽ chém liền á các bạn ơi. Ui, rồng, ender hả? Đây, 1 hit, 2 hit, 3 hit, 4 hit. Ui, xem. Xem nữa là mình bị bay lên trời rồi. Giờ chỉ cần rồng ấy đáp xuống một lần nữa thôi là có thể tiêu diệt được rồi đó các bạn ơi. À, dám đánh mình hả? Đánh nè. Ui, cố lên, gần xong rồi các bạn ơi. Khoảng 5 mũi tên nữa thôi. Ui, Núp nè. Anh Enderman nó đánh mình hoài luôn á, thiệt tình. Đây, rầm đáp xuống cái nè. Rồi, giờ mình sẽ bắt đầu áp sát ấy và tiêu diệt rồng Ender nha. Ui, sức mạnh luôn. Đây, khoảng 5 hit thôi các bạn ơi. 1 hit, 2 hit, 3 hit, 4 hit và 5 hit. Hit cuối cùng. Yeah. Rồi ok các bạn ơi, mình đã tiêu diệt được rồng Ender xong rồi. Ôi, mất khá là nhiều thời gian luôn tại vì mình không có mang theo block ấy. Oh, yeah. Mình còn bị mấy anh Enderman này làm phiền nữa. Thì kích tình luôn á. Và hiện tại mình lên được bao nhiêu cấp rồi? Ủa sao mình ít kinh nghiệm vậy ta? Ủa sao lần này mình lần trước mình lên tới 6 mấy level luôn á. Lần này mình có 20 level thôi. Hình như lần sau mình triệu hồi ấy là sẽ ít kinh nghiệm hơn, cũng như là không có trứng rồng hay sao các bạn ơi. Ôi không có trứng rồng luôn nè. Ủa kỳ ta, vậy là triệu hồi xong ấy là mình không có nhận được trứng rồng lần nữa hả? Ui mình cứ tưởng đánh rồng xong mình sẽ nhận được thêm trứng rồng ấy, để mình có thể có được một cặp trứng rồng Ender luôn đem về kiểu như là trang trí các bạn ơi. Nhưng mà giờ không có trứng rồng rồi. Nhưng mà được cái mình đã mở thêm một cánh cổng rồi kìa. À, hy vọng cánh cổng đó sẽ dẫn tới những cái thành phố kết thúc khác nha. Còn bây giờ chắc mình sẽ quay về thôi các bạn ơi. Và lần này chỉ mang được có một xác với ba cái lọ hơi thở của rồng về à. Thôi kệ đi, vậy cũng ổn rồi. Giờ thì về thôi. Rồi, mình đã về tới nhà rồi. À, sau chiến đánh rồng lần này thì bộ giáp của mình thì nó hư được chút đỉnh đó nè. Tại vì cái quần ấy là nó không có dòng mà chậm hỏng, thành ra nó mau hư lắm luôn á. Còn cái độ ổn thì mắc có vài chục độ bền thôi, cũng không sao. Đó, giờ mình sẽ cắt bớt những cái hơi thở của rồng vào nè. Hiện tại thì mình có 2 stack máy rồi đó, và dư khá là nhiều thuốc luôn. Và bây giờ chắc mình sẽ bắt đầu làm thí nghiệm nha các bạn. Nhưng mà chưa cái đã, để mình dọn đồ cho sạch sẽ đi rồi mình sẽ bắt đầu làm thí nghiệm sau nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn khi mình dọn đồ xong nha. Ok các bạn ơi, vì tính chất nguy hiểm của thí nghiệm lần này thành ra mình đã gỡ hết bộ giáp kim cương của mình nè, cũng như là cất hết những cái dụng cụ mình đang sử dụng ấy, để tránh trường hợp mình ngõm ấy và mất hết đồ ấy các bạn ơi. Và mình cũng đã chế tạo sẵn một bộ giáp bằng sắt này để mình có thể mặc tạm vào nhá. Và mình sẽ ăn thêm một quả táo vàng để bù cho cái lượng giáp đã mất từ cái bộ giáp kim cương này. Thức ăn thì mình sẽ cất cái cà rốt vàng luôn đi, để có gì mình ngõm xong mình thức dậy mình còn ăn nữa. Và mình sẽ lấy cái pha lê en này nè và đi ra ngoài thôi. Và mình sẽ lựa một khu đất nào trống trống mới được, để tránh làm hại những thứ vô tội nữa, kiểu như cừu gà ấy. Mình không muốn mấy con vật đây ngõm chung với mình đâu. Rồi thì mình sẽ chọn khu đất nào ta. Để coi nào, bên đây có không. Bên đây khá là trống nè. Cũng được nhưng mà lỡ mà nó nổ to quá có khi nào mình phải lấp đất lại không ta. Mà thôi kệ đi, làm liều luôn các bạn ơi. Mình sẽ mình định dời cái cục này mà thôi đi. Giờ mình sẽ đặt ngay trung tâm này luôn nha. Đặt ra một xíu nè. Ôi trời, giờ đang hoàng hôn các bạn ơi. Không sao, thí nghiệm luôn. Đặt ra một xíu cho nó trống trống nha. Rồi, đặt cái pha lèn xuống, không biết đặt trên cỏ được không nữa. Ủa cái này đặt trên cỏ không được các bạn ơi. Ủa, cái này đặt trên cỏ không được à. Ủa gì đặt trên cái gì mới được ta. Hình như ở dưới đèn ấy là đặt trên cục hắc diêm thạch thì sao đúng không. Để mình thử mình đặt trên cục hắc diêm thạch xem như thế nào nha các bạn. Mình có cái rương, hình như cái rương sugar mình nhét bên kia rồi. Để mình lấy một ít cái cục hắc diêm thạch ra mình đặt thử nha. Rồi đặt xuống một cái nè, đặt lên. Ui, vậy là phải đặt trên cái ui.
Oh my gosh. Ui, mình quên là không không được đụng vô nó. Ui, mình quên nữa các bạn ơi, mình quên là không được đụng vô nó ấy. Rồi mình mất. À không. Ui may quá. Ui, mình đặt ở trên này thành ra nó nổ không có mất block các bạn ơi. Và con nhỏ này làm gì chạy nhanh vậy? Ui thôi anh ơi. Đừng. Ui, con nhỏ hình như có hiệu ứng chạy nhanh hay sao? Kìa. Ui, bò nhanh cực luôn các bạn ơi. Ui. Thôi, chạy, hôm nay là bị nhện dí rồi. Ui ta. Ui, dí nhanh vậy. Ui, lần đầu mình thấy con nhện bò nhanh như vậy luôn á. Ui, thôi, chạy thôi các bạn ơi. Giờ mình lấy cây kiếm cái đã, mình mới tiêu diệt được con này. Chứ tay không là thế nào mình cũng bị con nhện này cạp tới chết á. Giáp thì, ui sao. Ui, lấy kiếm. Đây, con kiếm á. Dơm bài nè. Ui, mình còn bị đốt nữa. No. Táo. Rồi, ok, ổn rồi. Ôi mày quá. Dập nước. Ô. Quá. Giờ mình sẽ tiêu diệt con nhện luôn đi. Ui, cái khu đất đó mình quên cắm đuốc kìa, quái quá trời luôn. Ui, con nhện. Nhện nè. Ui, sao quái cái khu mình nay tập tụ đông vậy? Ồ, như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã đánh rồng lần nữa rồi các bạn ơi. Nhưng mà mình không có thể nào nhặt được trứng rồng lần hai. Mình muốn có hai trứng rồng nhưng mà không được rồi. Cũng như là mình đã thí nghiệm ấy, là cái sức mạnh của cái Palean nó như thế nào. Và cái kết là mình bị nổ tung rồi. Mình không biết ấy là đụng vô một cái là nổ ấy. Quên, mình đụng vô một cái nó nổ mình cái là banh xác luôn. Và trong thời gian sắp tới, nếu các bạn muốn mình xây dựng, chế tạo hay làm gì mới thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.